Y Địa Tạng Bồ Tát. Con tên là Nguyễn Ngọc Anh Thư, sinh ngày 11 tháng 9 1996 năm Bình Tỵ. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng, khiến con sinh tâm cảm động, một lòng một dạ đối trước Ngài, xin được phát nguyện này: từ hôm nay đến tận cùng đời vị lai, dẫn đến ngày thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ dùng trăm nghìn phương tiện dẫn dắt khuyến dụ, khuyến tất cả chúng sanh đồng biệt đến Ngài và quy y Ngài. Đại Thánh Địa Tạng ngưỡng mong Ngài rủ lòng từ đại bi thương xót, chứng minh cho sự quy y và lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không quên mất. Hiện con là phàm phu ngu si vô tri, nghiệp chướng sâu nặng, cuối xin Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, nghiệp chướng tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh, rốt ráo đều sẽ mau chóng thoát ly sinh tử, thành đạo Bồ Đề. Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đồng Địa Tạng Bồ Tát, xưng danh hiệu chư Phật phẩm thứ 9. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sanh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích, làm cho trong vòng sanh tử đạt nhiều lợi ích lớn, cúi xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn, bây giờ chính đã phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, ta giàu có vào niết bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính, liền đặng siêu việt tụ nạn sanh tử trong 40 kiếp, huống là vẻ đắp hình tượng cúng dường tán thán. Người này được vô lượng vô biên phước lợi, lại hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Bửu Thắng Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy y với Phật trong khoảnh khắc
thảy móng tay. Người này chọn hẳn, không còn thổi chuyện nơi đạo vô thượng chánh pháp. Lại về vào quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thẳng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoát qua lỗ tai, người này sẽ được 1.000 lần sanh lên 6 tầng trời cõi dục, huống nữa là chỉ tâm sinh niệm. Lại bất khả thuyết, bất khả thuyết vô số kiếp về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hồng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm quy y chừng trong 1 niệm, người này sẽ đặng gặp vô lượng các Đức Phật xoa đảnh thọ kỷ cho. Lại về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, chỉ tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc là tán thán, người này nơi pháp hội của 1.000 Đức Phật trong hiền kiếp làm vị đại phạm vương, đạo Phật họ ký đạo vô thượng cho. Lại về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, thời mãi không còn sa đọa vào chốn ác đạo, thường được sanh vào cõi trời người, hưởng lấy sự vui thù thắng giết diệu. Lại vô thượng vô số hằng hà sa kiếp về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bử Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, liền khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cung trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Lại về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu Bửu Tưởng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, sanh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đắc quả A La Hán. Lại vô lượng vô số kiếp về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này sẽ siêu thoát tội sanh tử trong 100 đại kiếp. Lại về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này gặp đặng gặp hàng hà chư Phật nói nhiều pháp màu cho, đều đặng thành đạo Bồ Đề. Lại về thọ quá khứ, có Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Trí Hải Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Trí Thành Tựu Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thân Phật, Đức Mãn Nguyệt Phật, Đức Nguyệt Diện Phật, có bất khả thuyết Đức Phật Thế Tôn Như Thế. Tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng thọ vị lai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc người nam, hoặc người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi, sẽ đặng được vô lượng công đức
cuốn nữa là niệm được nhiều danh hiệu. Những chúng sanh đó lúc sanh lúc tử đạt nhiều phước lợi, không còn phải đọa vào ác đạo nữa. Nhưng có người nào sắp mạng chung, hàn thân quyển trong nhà, nhẫn đến một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một đức Phật, thời người chết đó trừ năm tuổi lớn vua sẵn, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. Năm tuổi lớn vua sẵn kia dầu sức nặng nề, đáng lẽ trải qua ức kiếp hẳn không còn ra khỏi đặng quả khổ, nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người khác vì đó mà xưng danh hiệu của Phật, cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Cũng nữa là chúng sanh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này đã vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện quyển trung hết. Bổn hạnh Địa Tạng thể nguyện rộng sâu, gậy vàng châu sẵn đâu chúng sanh, địa ngục khổ không ngàn, tinh tấn kiền thành khỏi mắt khổ trầm luân. Nam mô thường trụ thập phương pháp, Nam mô thường trụ thập phương pháp, Nam mô thường trụ thập phương pháp. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi Sô ha.